Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video lần trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá việc là đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng hay tiết kiệm và lựa chọn đầu tư nào mang lợi nhuận cao hơn. Thì trong cái video đó thì chúng ta đã cùng nhau đi với ví dụ là 11 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và các bạn cũng đã biết được là chúng ta sẽ đầu tư vào ngân hàng nào thì trong vòng 10 năm thì sẽ có hiệu quả cao nhất. Quay trở lại với cái ví dụ ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khám phá cái file Excel để tra cứu lịch sử giá chứng khoán. Đây là file Excel giúp chúng ta tra cứu lịch sử giá chứng khoán. Đường link tải của file này thì mình sẽ để ở trong phần mô tả và bình luận của video. Và cái ví dụ mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là ví dụ với cổ phiếu họ nhà Vin. Ở đây là danh sách cổ phiếu thuộc tập đoàn Vingroup thì chúng ta có 3 mã cổ phiếu. Thứ nhất là mã VIC. Nó là chính là tập đoàn Vingroup, công ty mẹ, và được niêm yết trên sàn HSX vào ngày 19 tháng 9 năm 2007. Mã tiếp theo là mã VHM, là công ty cổ phần Vinhome, cũng được niêm yết trên sàn HOSE HSX vào ngày 17 tháng 5 năm 2018. Và mã thứ ba cũng là mã cuối cùng, đó là công ty cổ phần Vincom Retail, được niêm yết trên sàn HSX vào ngày 6 tháng 11 năm 2017. Ở đây thì chúng ta sẽ để ý là cái mã VIC này là được niêm yết đầu tiên vào năm 2017. Vì vậy chúng ta sẽ có được dữ liệu từ 2007. Tuy nhiên thì cái mã của Vinhome này thì này là niêm yết ở thời điểm muộn nhất trong 3 mã này. Vì vậy chúng ta sẽ giả định là chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư vào bắt đầu là đầu năm 2019, và mỗi tháng chúng ta sẽ mua khoảng 10 triệu đồng. Và chúng ta sẽ so sánh là nếu mà chúng ta mua tích sản hàng tháng, mỗi tháng 10 triệu đồng vào ngày 10 năm hàng tháng, thì sau từ năm 2019 đến năm 2024 thời điểm hiện tại thì đầu tư vào 3 mã này thì mã nào sẽ hiệu quả hơn. Và so sánh với việc gửi tiết kiệm ngân hàng thì như thế nào nhé. Ở đây thì chúng ta cùng quay trở lại cái file này của Excel. Mình cũng đã có một cái hướng dẫn ở đây. Bước 1 thì chúng ta sẽ phải tải cái dữ liệu từ CafeF về. Đây là đường link tải dữ liệu từ CafeF. Các bạn ấn skip này. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống mục dưới này. Ở đây thì dữ liệu đã được cập nhật đến ngày 5 tháng 2 năm 2024. Và chúng ta sẽ lấy giá đã điều chỉnh. Phần dữ liệu thì chúng ta sẽ lấy là up to 3 sàn. Đó. Các bạn cùng kích vào đây để tải về. Lúc này thì có một cửa sổ hiện lên để chúng ta sẽ lưu dữ liệu. Thì mình sẽ lưu vào mục download. Sau khi tải được dữ liệu về thì chúng ta sẽ cùng giải nén nó ra. Mình sẽ dùng Winrar để giải nén nó ra nhé. Đây là dữ liệu đã được giải nén ra. Ở đây thì mình có dữ liệu của sàn HSX, sàn Upcom và sàn HNX. Thì ba cái mã cổ phiếu của họ nhà Vin thì đều nằm ở trên sàn HSX này. Vì vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái file này. Quay trở lại file Excel. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau kích vào mục lấy dữ liệu. Mình sẽ xóa cái đường link này đi. Và chúng ta sẽ lấy vào lấy dữ liệu này. Đó, chúng ta sẽ di chuyển đến cái thư mục mà chúng ta vừa tải về. Đây, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024 đây. Và chúng ta sẽ chọn cái sàn HSX và ấn Open. Như vậy thì dữ liệu đang được lấy về. Tuy nhiên thì ở đây thì mình lại đang để là mã HPG, đó là của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Vì vậy mình sẽ phải sửa lại cái mã này, đó là mình quay trở lại bảng này, mình sẽ sửa vào đây là mã của VIC.
tập đoàn Vingroup. Và cái ngày mà bắt đầu đầu tư của chúng ta sẽ giả định là ngày 15 tháng 1 năm 2019. Sau đó thì cứ 1 tháng chúng ta sẽ đầu tư số tiền là 10 triệu. Vì vậy thì 2019 thì đến tháng tiếp theo nó sẽ là ngày 15 tháng 2, thì chúng ta sẽ cộng thêm 10.000 vào đây. 10.000 nó sẽ ra 5. Chúng ta sẽ cộng thêm 1.000 thôi. Rồi, chúng ta chỉ việc cộng thêm 100 thì nó sẽ nhảy tháng. Và mình sẽ kéo xuống bên dưới này. Rồi đến tháng 12. Ở đây thì sẽ không có tháng 13, vì vậy mình sẽ phải sửa lại công thức ở chỗ này. Mình sẽ bằng cái này cộng thêm 10.000. Đó. Rồi, và mình lại kéo tiếp tục xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo tiếp tục xuống đến năm 2024. Hiện tại ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 năm 2024, và dữ liệu chứng khoán của chúng ta thì đang được update đến ngày mùng 5 tháng 2. Vì vậy chúng ta sẽ kết thúc ngày mua cuối cùng sẽ là ngày 15 tháng 1 năm 2024. Bây giờ chúng ta sẽ lấy kích vào mục lấy dữ liệu để lấy lại cái giá của mã VIC này nhé. Sẽ đợi khoảng 10 giây để dữ liệu được lấy về. Ok, như vậy là đã hoàn thành. Ở đây thì mình cũng đã giả định cái lãi suất của ngân hàng trung bình là 6% một năm. Và số năm của mình ở đây sẽ tính là năm 2019 mình sẽ lấy trung bình là 4,5 năm. 2020 thì sẽ là 3,5 năm, số năm. Và cái đây là cái công thức tính lãi kép. Đây, công thức tính lãi kép. Ok, chúng ta cùng kéo xuống bên dưới này để xem như thế nào. Như vậy là nếu mà chúng ta đầu tư vào mã VIC từ năm 2019 và mỗi tháng chúng ta sẽ mua khoảng 10 triệu đồng, có thể hơn, có thể kém, để cho cái số khối lượng này nó chẵn lô, thì chúng ta đã đầu tư 329 triệu. Chúng ta sẽ đầu tư là 603 triệu và thành tiền hiện tại là 309 triệu. Vì vậy thì chúng ta đã lỗ khá là nặng, đến 45% so với việc gửi ngân hàng, thì chúng ta sẽ dư được ra khoảng 95 triệu tương ứng với lại 16% so với cái tiền vốn. Đây mình sẽ lưu lại ba cái dữ liệu này nhé. Đây mình sẽ điền vào đây. Chỗ này là cái tỷ lệ lãi đầu tư, còn đây là tỷ lệ gửi banh, và đây là số lần. Như vậy là chúng ta đã âm 2,9 lần so với lệ là gửi ngân hàng. Ok, chúng ta tiếp tục với mã thứ hai, đó là mã của công ty Vinhome. Quay trở lại đây, chúng ta sẽ điền VHM và tiếp tục chúng ta sẽ ấn lấy dữ liệu, chờ khoảng 10 giây để dữ liệu được tải về. Ok, như vậy là với công ty cổ phần Vinhome thì chúng ta cũng bị âm, nhưng mà âm ít hơn một chút. Và cuối cùng là công ty VRE, chúng ta cũng
click vào lấy dữ liệu. Ok. Như vậy là với VREA thì chúng ta cũng vẫn âm, nhưng mà âm nhỏ hơn một chút. Đó là âm 1,7 lần. Như vậy là vừa rồi thì mình cũng đã ví dụ xong việc là dùng cái file Excel để tra cứu dữ liệu lịch sử của các mã chứng khoán. Và giá là, đấy này là giá đã điều chỉnh nhé, giá đóng cửa và đã điều chỉnh. Thì đây là danh sách cổ phiếu thuộc tập đoàn Vingroup. Nếu mà chúng ta cứ mua theo kiểu tích sản hàng tháng khoảng loanh quanh 10 triệu thì kết quả sau 5 năm là như thế này. Các bạn muốn mình ví dụ một mã cổ phiếu nào thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ làm các cái ví dụ về cổ phiếu đó. Hoặc là nếu mà các bạn muốn tự dùng file Excel này để tự nghiên cứu các mã cổ phiếu mình quan tâm theo lịch sử giá quá khứ thì có thể tải theo cái đường link ở trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.